Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi khám phá Bà Nà Hills và săn mây trên đỉnh núi Bà Nà Hills. Thì mình nghe nói là dịp hè thì trên đỉnh núi Bà Nà Hills có rất là nhiều mây, rất là dễ săn được mây. Thì mình sẽ cùng mọi người đi lên đó để xem mình hôm nay mình có may mắn để săn được mây ở trên đỉnh núi Bà Nà Hills hay không, và khám phá các điểm đến ở trên đỉnh núi Bà Nà Hills. Đây là cổng vào của Bà Nà Hills. Thì cái giá vé hiện tại của Bà Nà Hills á, là người lớn là 550, trẻ em là 450 và dưới 1 mét là được miễn phí. Ngoài ra thì trong cái giá vé nó còn có cái giá vé combo có gồm ăn uống và buffet. Thì các bạn có thể mua giá vé cáp treo không, hoặc là có thể ăn uống thêm buffet cũng được. Đây là lối vào lên cáp treo để lên đỉnh núi. Thì nó có rất là nhiều cái khu để cho các bạn check in, chụp hình, rất là nhiều cảnh rất là đẹp. Thì cái khu đầu tiên mà mình đến chính là cái khu C. Thì cái khu đó là cái khu nó có chợ Chu Tra, nó có quầy lễ tân, nó bán vé, rồi nó có các điểm sạc pin, quầy thông tin để cho mọi người chuẩn bị đi lên đỉnh núi. Thì mình cũng nói sơ về cái sự tích về cái núi Chúa Bà Nà. Thì cái núi Bà Nà nó thuộc xã Ninh Hòa, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 25 km về phía tây nam. Thì cái núi Bà Nà này được khám phá bởi đại úy Đi Bay vào năm 1901. Lúc bấy giờ thì cái tài nguyên Đông Dương Pháp họ muốn tìm một địa điểm tương tự như Đà Lạt để xây dựng cái khu nghỉ dưỡng. Thì tháng 4 năm 1901 thì đại úy Đi Bay đã phát hiện núi Bà Nà có địa hình tương đối bằng phẳng và khí hậu mát mẻ dễ chịu. Tới năm 1911 thì Pháp họ đưa Bà Nà thành khu bảo tồn lâm nghiệp rồi xây dựng thành một khu nghỉ mát. Đến năm 1928 thì con đường lên đỉnh núi được hoàn thành và có nhiều du khách họ tới lui tới. Thì tới năm 2009 á, thì cái Sun World Bà Nà Hills chính thức được khai trương tuyến cáp treo Bà Nà Suối Mơ. Tiếp theo đó là nhiều công trình khác được xây dựng ở trên đó như là làng Pháp, hầm rượu, khu tâm linh, cầu vàng, khu vui chơi trong nhà, lâu đài, Bia Plaza và rất nhiều công trình đẳng cấp khác. Thì bây giờ cái khu du lịch này mình nghe nói là tổng vốn đầu tư là trên 300 triệu đô la. Thì nó rất là nhiều điểm vui chơi giải trí rất là đẹp ở trên đó. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi vào cáp treo để mình đi lên đỉnh núi. Các bạn có thể thấy là đường lên cáp treo mình sẽ đi thẳng từ cái khu C lên cái khu A, rất là dài, rất là cao, qua rất là nhiều núi. Thì cái núi Bà Nà là một trong những núi Chúa Bà Nà là một trong những cái đỉnh núi cao nhất của thuộc dãy Trường Sơn. Bây giờ mình chuẩn bị lên đỉnh núi, hy vọng mình sẽ săn được mây. Hôm nay mình thấy trời rất là nắng, không biết là có săn được mây hay không. Mình đi mùa hè nên những cái thác nó ít nước, thì nếu mà mùa mưa các bạn sẽ thấy là những con thác nó rất là nhiều nước, trông rất là đẹp. Đây là xung quanh mình là khu rừng nguyên sinh. Các bạn có thấy là cáp treo được đầu tư rất là tốn kém, rất là cao. Đó, rất là đẹp. Khi lên càng lên cao thì các bạn thấy là cảnh càng ngày càng rất là đẹp, không khí càng mát. Wow, rất là may mắn thôi các bạn. Mình đã bắt đầu thấy được mây. Đã bắt đầu mình đi xuyên qua mây luôn. Lần đầu tiên trong đời mình đi xuyên được qua mây. Rất là vui, rất là phấn khích thôi các bạn.
Vô đây là mình không thấy gì luôn. Xung quanh mình là toàn là mây thôi. Một cảnh tượng y như là trong phim Tề Thiên vậy đó. Vô bồng lại tiên cảnh vậy. Cái này là mình đi mùa hè. Thì mọi người hay nói là mùa hè sẽ có rất là nhiều mây. Đó thì may mắn là mình cũng đã săn được, đã xuyên đi xuyên vô mây, rất là đẹp. Thì cái mình cũng nói sơ cho các bạn nghe về ý nghĩa của tên gọi cái núi Chúa Bà Nà. Thì có rất là nhiều truyền thuyết xung quanh cái tên gọi núi Chúa Bà Nà. Thì truyền thuyết dân gian ấy, họ cho rằng là trên núi có một cái miếu Đức Bà Linh Thiêng, miếu thờ một cái vị thần núi, nên người ta gọi là núi Chúa. Ngoài ra thì có một cái tích thì người ta gọi Bà Nà là cho rằng là khi người Pháp họ tìm thấy vùng núi này thì họ thấy có rất là nhiều cây chuối, vì vậy họ đã gọi đây là núi Ba Ninh, có nghĩa là núi chuối, và người Việt họ đọc dịch đi là thành Bà Nà. Thì cũng có thuyết thì họ cho rằng đó là tên núi được viết tắt bởi tên của bà Thiên Y Anna Thánh Mẫu hay là bà Bonaga. Thì đây là cái tiếng của người Cơ Tu, có nghĩa là núi của tôi. Thì những cái truyền thuyết quanh cái tên gọi núi Chúa Bà Nà khiến cho Bà Nà thêm nhiều phần huyền bí, kích thích sự tò mò và khám phá của mọi người. Thì bây giờ mình chuẩn bị lên tới đỉnh núi là cái khu A để mình khám phá Bà Nà Hill. Thì khu A này á, thì nó sẽ được gọi là vùng đất mặt trời. Thì trên này nó sẽ có rất là nhiều, như là lâu đài mặt trời, có máng chợ, có quảng trường, có nhà hàng ăn uống. Thì nó gần như là một cái khu trung tâm ở trên này. Đây là quang cảnh ở trên cái khu A. Thì ở đây nó có những cái quầy. Ở đây có những cái khu này thì mình chơi thì mình phải trả tiền. Thì đa số là sẽ được thưởng là gấu bông. Trên này mình thấy là khách du lịch Hàn Quốc rất là nhiều. Có một số đoàn khách Trung Quốc và Thái Lan cũng có. Thì ở đây các bạn có thấy là họ chuẩn bị xây tiếp thêm một số công trình nữa. Thì nếu như các bạn đi sau này là sẽ có những cái công trình mới nữa. Thì ở Bà Nà này khí hậu trung bình là khoảng 15 tới 20 độ C. Cao lắm là khoảng tới 22 25 độ C thôi. Nên vì vậy nếu như các bạn đi chơi thì nên đem theo áo ấm, vì chiều tối nó sẽ hơi lạnh. Ban đêm thì ở Bà Nà nhiệt độ nó chỉ khoảng 15 tới 17 độ C nên sẽ rất là lạnh. Ở trên này thì nó có khách sạn của Sunwood Bà Nà Hill, thì các bạn có thể book khách sạn ở trên này và tham quan ở trên này luôn. Chỉ còn ít phút nữa, chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ quốc tế sẽ diễn ra. Đây là khu Beer Plaza. Họ có biểu diễn múa của các nghệ sĩ quốc tế và có cuộc thi uống bia. Ở trên này có rất là nhiều lễ hội để cho mọi người tham quan và vui chơi.
Thì ở trên này nó có cái chùa Linh Ứng là một trong ba cái ngôi Linh Ứng tự nổi tiếng của thành phố. Rồi ngoài ra nó có thêm cái vườn Tịnh Tâm là một công trình thơ mộng nằm giữa thiên nhiên. Cạnh đó thì nó có một cái tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, bức tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á, nó cao tới 33 mét và rộng 14 mét. Thì khi các bạn đi cáp treo lên khu A này thì các bạn có một cái lối mòn, các bạn đi thẳng lên là sẽ lên cái khu tâm linh, nó sẽ gần những cái nãy giờ mình nói. Đây là nghệ sĩ họ đang biểu diễn. Rất là nhiều du khách họ đang đứng lại xem, rất là vui các bạn, không khí rất là hào hứng. Ở đây là khu ở đây nó có rất là nhiều cái nhà hàng, nên các bạn lên đây các bạn có thể ăn uống rất là thoải mái, rất là nhiều nhà hàng, rất là nhiều quán cà phê. Ngoài ra ở trong kia là có thêm cái rất là nhiều loại khách sạn khác nhau để cho các bạn có thể ở lại ở trên này để nghỉ dưỡng và vui chơi khám phá Bà Nà Hills vào ban đêm. Thì Bà Nà Hills này nó khí hậu nó chia làm hai mùa rất là rõ rệt. Thì mùa khô nó kéo dài từ tháng 3 tới tháng 9 âm dương lịch. Thì lúc này khí hậu Bà Nà Hills thì nó rất là tốt. Trời luôn nắng ráo mát mẻ và dễ chịu. Thì mọi người đi cái từ tháng 3 tháng 9 là nó sẽ dễ tham quan hơn. Còn cái mùa mưa của nó là từ tháng 10 đến tháng 2. Thì mùa mưa thì nó mưa nhiều, sương mù dày đặc và nó rất là lạnh. Thì tuy nhiên thì các bạn đi mùa mưa thì nó có một cái sức hấp dẫn riêng của nó vào mùa mưa. Thì sở thích của mỗi người thì mình có thể đi vào dịp mùa mùa nắng hoặc mùa mưa. Ở đây các bạn như lạc vào một cái lâu đài cổ tích. Nó rất là nhiều cái cảnh rất là đẹp. Thì đây ở đây là cái khu vườn hoa Jardin d'Amour với hàng trăm loài hoa. Kế đó là cái làng Pháp cổ kính với những công trình kiến trúc kiểu châu Âu rất là ấn tượng. Ngoài ra gần ở đây thì nó có thêm một cái công viên Fantasy Park, khu vui chơi trong nhà lớn nhất Việt Nam. Thì cái khu này khi bạn mua cáp treo thì bạn được vào chơi miễn phí. Các bạn đi mùa hè thì nó cũng không có đông lắm. Mình thấy đa số là trên này là khách quốc tế rất là nhiều, họ đi theo tour hoặc là họ đi lẻ cũng có. Thì hiện tại mình thấy trên này có rất là nhiều đoàn khách Việt Nam mình du lịch bây giờ phát triển nên rất là thu hút rất là nhiều khách, như là khách của Hàn Quốc, rồi khách của châu Âu, rồi khách của Thái, khách của Ấn Độ. Mình thấy rất là nhiều người biết đến Việt Nam và tham quan Đà Nẵng.
Ngoài ra nếu như các bạn mà thích lễ hội á, thì các bạn có thể du lịch Bà Nà Hills vào tháng 10, tháng 12, tháng 1, tháng 2, thì nó sẽ có các lễ hội như là Halloween, lễ hội mùa đông, lễ hội Carnival, lễ hội hoa, lễ hội rượu vang, lễ hội Noel. Nó rất có nhiều cái vô vàn trải nghiệm mới lạ và độc đáo để cho các bạn hòa mình vào cùng các lễ hội đó. Xung quanh đây đồ ăn rất là nhiều. Các bạn có thể mua vé cáp treo cộng buffet, hoặc là mua vé cáp treo xong rồi các bạn lên đây các bạn có thể ăn buffet. Thì trung bình buffet ở đây là từ 250 tới 350 một người. Có rất là nhiều nhà hàng buffet khác nhau để mình lựa chọn. Nó nằm rải rác ở nhiều khu. Ngoài ra nếu như các bạn không thích ăn buffet thì các bạn có thể ăn rất là nhiều món ăn để các bạn ăn, như là có bánh mì xúc xích nè, rồi thịt heo nướng nè, các món ăn cơm, rồi rất là nhiều món, thì giá nó trung bình cũng khoảng từ 50 cho tới 150. Các bạn có thể thấy là rất là nhiều đồ ăn, đồ nướng, bia. Giá thì cũng không có mắc lắm, giá cũng cũng rất là bình dân. Tùy tùy khẩu vị của mọi người thì mọi người có thể ăn uống. Ở đây thì họ có để sẵn rất là nhiều bàn ghế để cho mọi người ngồi ăn uống. Hiện tại là đang gần gần trưa mà các bạn có thấy mọi người là không khí ở trên đây rất là mát, mọi người đi chơi rất là vui vẻ. Đây thịt xiên nướng à, có rất là nhiều quầy bán nước, trái cây, cà phê, nước dừa, nước mía, đủ thứ, cái gì cũng có. Các bạn khỏi phải lo là không có quán ăn, không có đồ uống. Có rất nhiều bàn ghế để cho mọi người ngồi nghỉ ngơi. Các bạn có thể thấy là bánh mì xúc xích 50.000 một ổ. Ngoài ra cũng có bán hamburger, có kem. Rồi. Đây mình đang ăn thử một cây xúc xích 70.000. Còn đây là bánh mì. Thì sau khi mọi người ăn trưa xong nghỉ ngơi thì mình sẽ tiếp tục tham quan. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan cái khu Fantasy Park.
là cái khu vui chơi trong nhà lớn nhất Việt Nam. Thì cái khu Fantasy Park này nó rộng tới 21.000 mét vuông này. Ngoài ra thì trên này nó có thêm một cái máng trượt, thì các bạn phải mua vé thêm. Và bên tay trái, bên tay phải thì sẽ đi xuống cầu vàng, thì một lát mình sẽ đi xuống cầu vàng mình tham quan và quay cho các bạn xem. Hy vọng là xuống dưới sẽ săn được mây với cái bàn tay cầu vàng thì sẽ rất là đẹp. Bây giờ mình đi qua khu quán. Khu này nó giống như là khu trung tâm ở trên Bà Nà Hiêu vậy đó, rất đông du khách họ tụ tập về đây để vui chơi ăn uống. Thì sau khi tham quan khu này thì họ sẽ bắt đầu tham quan cái khu những cái khu B1 B2, khu dưới nó gồm có cầu vàng, hầm rổ, vân vân. Bà Nà Hiêu này nó có rất là nhiều điểm khám phá cho các bạn tham quan, như là hầm rượu Đề Bay gần 100 năm tuổi. Thì nó là một cái công trình đặc biệt do người Pháp xây dựng. Hầm rượu nó có tuổi đời hơn 100 năm với chiều dài 100m và rộng 2m. Thì tại đây nó lưu giữ rất là nhiều loại rượu vang cổ thời Pháp xưa. Thì bên trong hầm rượu nó còn có lò sữa và có quầy bar phục vụ du khách đến thưởng rượu. Ngoài ra thì nó còn có một cái chùa Linh Ứng Bà Nà Linh Thiêng, được xây dựng vào năm 2004 ở độ cao 1.400m. Thì cái ngôi chùa có bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 27m, ngồi trên đài hoa sen với 8 bức phù điêu được chạm khắc rất là tinh xảo, tái hiện những giai đoạn cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Ngoài ra các bạn có thể tham quan bảo tàng tượng Sáp, nó cũng là một điểm tham quan thú vị ở Bà Nà Hiêu. Hầu như du khách nào họ cũng đều muốn ghé qua. Thì nơi đây các bạn vào tham quan thì phải mua vé riêng. Thì nơi đây nó có gồm 50 bức tượng mô phỏng các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Đó là bản sao của các chính trị gia, diễn viên điện ảnh hay người mẫu, vận động viên nổi tiếng. Các bạn có thể tự do đứng chụp ảnh tạo dáng cùng với những vật này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái khu công viên Fantasy Park để cho mọi người tham quan. Khu này thì mình vào vui chơi miễn phí, không có tốn tiền vé. Thì nếu như các bạn có con nhỏ hoặc có em bé thì các bạn có thể dẫn vào khu này để cho các bé vui chơi rất là vui. Ngoài các trò cảm giác mạnh thì nó còn có các trò như là trò chơi kỹ năng hoặc là gấp thú nhồi bông để cho các bé có thể vui chơi rất là vui. Những trò chơi trong đây đều là miễn phí hết. Ở đây nó có cái khu công viên khủng long. Các bé nếu mà vào đây sẽ rất là mê. Tất cả các trò chơi trong đây đều miễn phí, chỉ có gấp thú bông hoặc là chơi các trò chơi gấp thú thì các bạn phải trả thêm tiền thôi. Một lượt vậy là 200.000. Đây là trò chơi cảm giác mạnh đu quay,
các bạn có thể thử. Đó, nó xây rồi nó hạ xuống nào. Mấy trò chơi này là miễn phí nha. Đây là khủng long cổ dài. Khủng long cổ dài. Khủng long ba sừng. Khủng long con. Mấy trò chơi trong này là tham quan miễn phí, không có tốn tiền, tốn tiền vé cáp bà nà luôn. Khu này là hoàn toàn miễn phí nha các bạn, không có tốn tiền gì hết. Nên các bạn vào tham quan, dắt con vào tham quan hay gia đình mình vào tham quan hoàn toàn miễn phí hết. Khủng long mạo chúa. Siêu dài luôn, siêu to khổng lồ. À, đây là khủng long nhiều sừng. Đây đại ba nè, đây là người tiền sử. Đây là con gấu. Đây là con cọp, cọp xưa, cọp có răng nanh hồi xưa. Ồ, nó đã bị người tiền sử bắt đó. Đây, người tiền sử hồi xưa, người tiền sử hồi xưa lục xịt luôn. À, nhưng mà lấy thú bông xong rồi về mình làm gì? Mấy trò chơi này là 200 ngàn một người, một lần chơi, một lần chơi, một lượt chơi. Đây là trò chơi đu quay, các bé thích cảm giác mạnh hoặc người lớn có thể vào chơi cũng được. Thì ở trên Bà Nà Hill này nó có các điểm check in chụp hình rất là nổi tiếng như là cây cầu vàng Bà Nà, nổi tiếng trên thế giới. À, ngoài ra các bạn có thể tham quan làng pháp cổ kính trên đỉnh núi Bà Nà Hill, hoặc là vườn hoa tình yêu,
với có 9 khu vườn nhỏ mang 9 chủ đề khác nhau, có hàng trăm loài hoa như cẩm tú cầu, cúc bạch nhật, lavender, hồng châu Âu. Ngoài ra thì các bạn có thể tham quan cái cầu tình yêu, nó là một cái điểm chụp hình rất là lãng mạn. Nó nằm ngay trên lối dẫn vào vườn hoa Le Jardin d'Amour. Các bạn sẽ đi ngang qua khu vực là cầu tình yêu. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham quan cái nhà thờ Saint-Denis rất là cổ kính. Bây giờ là 3 giờ chiều, chắc chuẩn bị mưa lớn đây. Mây đang tới, mây đang tiến tới nha. Quá đẹp luôn. Mây đang đi tới nha, quá đẹp luôn. Các bạn có thấy là mây nó đang bay lại tới phía mình. Đó. Mây đang bay tới mình luôn nè. Wow, mây đang bay tới luôn. Khung cảnh rất là đẹp. Mây nha, mây xung quanh luôn. Cái này là khu B1. Ở đây được gọi là cái vùng đất mặt trăng nha các bạn. Các bạn có thấy là xung quanh mây nó đang bao phủ. Mình rất là may mắn mình đi dịp này rất là nhiều mây, rất là đẹp. Mây bao phủ xung quanh luôn các bạn. Thì ở trên này nó có một cái trải nghiệm rất là thú vị, đó là chuyến tàu hỏa leo núi độc đáo. Thì ngoài việc trải nghiệm chiếc cáp treo mang những kỷ lục thế giới và hệ thống máng trượt thì các bạn có thể thử cái chuyến tàu hỏa leo núi này. Đây là cái chuyến tàu leo núi đầu tiên tại Việt Nam được hãng của Thụy Sĩ họ cung cấp. Tàu sẽ đưa bạn đến với vườn hoa Đơ Mo, hầm rượu cổ Dubai và chùa Linh Ứng, những điểm đến không thể mà bỏ qua trong hành trình khám phá cái chốn tiên cảnh này. Đó, các bạn thấy là ở dưới là cái tiếng xe lửa. Thì các bạn sẽ có khoảng 1 phút 30 giây để đi trên những chuyến tàu hỏa độc đáo này, đi qua những triền núi, ngắm nhìn mây ở phía dưới, cảnh rừng nguyên sinh rất là hùng vĩ, rất là đẹp. Thì cái thời gian vận hành của tàu là từ 8 giờ đến 16 giờ, thì cứ cách 15 phút là sẽ có một chuyến. Các bạn có thấy là mây nó đang bao phủ xung quanh luôn các bạn, rất là đẹp luôn các bạn. Thì mình đã khám phá xong quảng trường Nhật Thực, một làng mây mỏng. Bây giờ mình sẽ đi vào lâu đài mặt trăng để cho các bạn xem. Quảng trường Nhật Thực quá đẹp nha các bạn. Các bạn thấy là mây nó bao phủ y như mình đang ở trên thiên đình hay là đang ở trên trời vậy các bạn. Rất là đẹp luôn. Các bạn có thể thấy mây nó bay lơ lửng dưới chân mình, rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn đi mùa hè nó sẽ đẹp hơn, không có mưa. Các bạn nhìn xa xa các bạn có thấy là mây nó đã che phủ một cái lâu đài mặt trăng. Bây giờ mình sẽ tới đó để khám phá cái lâu đài đó cho các bạn xem. Cảnh đẹp, quá đẹp. Chìm trong
xưa. Khu này là khu B1 nha các bạn. Khu C là cái khu ở dưới cáp treo, thì mình sẽ đi lên khu A rồi mình đi xuống khu khu B1, còn khu B2 là cái cầu vàng. Các bạn thấy mây nó cho rất là lẹ. Hồi nãy bạn thấy mây phủ kín hết. Khám phá lâu đài mặt trăng. Let's go. Quay qua quay lại là mây nó đã tan ra. Rồi là nó tụ lại, nó làm liên tục luôn. Đây nhìn là... cái cảnh rất là đẹp. Lâu đài mặt trăng. Wow, sương nó đã phủ. Wow, một lớp sương phủ lâu đài mặt trăng. Wow, lâu đài đang mờ ảo trong sương, quá đẹp luôn nha các bạn. Yes. Các bạn có thể nhìn thấy mây bao phủ xung quanh mình, cảm giác rất là phấn khích nha các bạn. Rất là may mắn khi mình đi cái dịp này rất là nhiều mây. Ở dưới toàn là mây. Đó, mây nó thổi bay khắp người mình, dưới chân mình luôn. Kỳ ảo. Thì trước mặt mình là cái lâu đài mặt trăng. Đây là một trong những điểm tham quan chính trên cái bài nhà Hiêu. Thì ở trong cái lâu đài mặt trăng này nó có một cái rạp phim giao lộ trăng, một cái rạp phim mắt bay. Đây là lâu đài mặt trăng, xung quanh là mây bao phủ. Yeah, xung quanh là mây không là mây. Các bạn đi mùa tháng 6 này săn mây là đẹp luôn. Các bạn thấy mây nó bao phủ cái lâu đài, nhìn rất là huyền bí, rất là đẹp các bạn, ý như tiên cảnh luôn. Yes, ok. Một không gian rất là kỳ ảo. Wow, quá đẹp. Yes, rất là đẹp luôn. Bên đang hiu các bạn, mây này rất là đẹp nha. Mây nó bao phủ xung quanh mình luôn các bạn. Rất 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 là đẹp. Các bạn tới Đà Nẵng thì các bạn nên ghé Bà Nà Hiêu một lần nha. Mình thấy đây là một điểm rất là thú vị khi tham quan Đà Nẵng. Bây giờ mình sẽ tham quan khu B2, có cầu Cổng Vàng nổi tiếng. Thì cái cầu vàng Bà Nà Hiêu á, thì nó được giới thiệu vào tháng 6 2018, nó nhanh chóng trở thành là cái tâm điểm chú ý của trên toàn thế giới. Thì công trình nó như là một cái hiện tượng thu hút rất là nhiều tín đồ mê du lịch trong nước và nước ngoài. Có cả tỷ phú Anh ghé qua tham quan cái cây cầu vàng này. Thì cái cây cầu vàng hình ảnh cái bàn tay người khổng lồ vươn ra giữa rừng rất là đẹp các bạn.
các bạn thấy đông vậy như thôi, nhưng mà một lát nữa là cái đoàn khách họ đi là mình sẽ có chỗ để mình tham quan. Thì may mắn là mình đi ngay dịp có nhiều mây này nên cái cảnh tượng mình rất là đẹp. Các bạn xem khúc sau mình sẽ quay cho các bạn xem này. Cảnh rất là đẹp, rất là huyền bí. Thì 2018 thì cái cây cầu này đã được tạp chí đánh giá tham bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh. Thì mình đi dịp này nó cũng không có đông lắm, thì mình vẫn có thể chụp hình được với cái bàn tay rất là đẹp. À, các bạn có thể xem ở khúc sau. Các bạn có thấy là đó, mây nó bao phủ cái bàn tay nhìn rất là huyền ảo. Nhìn như là đang ở trên cổng trời vậy thôi các bạn. Rất là đẹp, rất là huyền bí nha các bạn. Xung quanh là mây nó bao phủ mình. Ở dưới là vực thẳm ở phía dưới. Đây là bàn tay cảnh cực kỳ đẹp luôn các bạn. Mọi người ai cũng dừng lại chụp hình. Xung quanh mọi người đều là mây bao phủ, nhìn không thấy con đường phía trước đi luôn. Nếu có dịp tới Đà Nẵng thì mọi người nên ghé Bà Nà Hills nha. Giá vé thì cũng không có mắc lắm. À, đồ ăn đồ uống trên này rất là đầy đủ. Ngoài ra nếu như các bạn thích khám phá thì các bạn có thể thuê khách sạn trên này nghỉ lại qua đêm. Thì có thể sáng sớm mình tham quan cầu vàng, mình chụp hình nó sẽ có những bức hình riêng tư rất là đẹp, chỉ có mình thôi. Thì video khám phá Bà Nà Hills, săn mây trên đỉnh núi Bà Nà Hills trên cầu vàng, mình rất là may mắn đã săn được mây trên cầu vàng. Thì video về Bà Nà Hills đến đây xin hết. Thì mình có quay lại những cái cảnh rất là đẹp ở trên cây cầu vàng và cái cây cầu trên Bà Nà Hills này, mời mọi người xem. Xin chào và hẹn gặp lại các video sau. Xin chào và tạm biệt.